phân tích một số các mã cổ phiếu ngành banh thì như vậy là một số các anh chị em có comment ở trên dòng thời gian là tại sao Hùng không có phân tích nhóm banh thì về cơ bản thì Hùng vẫn tiếp tục định hướng ở trong nhịp sóng cuối năm của ngàn 2024 thì banh vẫn là một trong những cái trụ lực và như chúng ta cũng đã có đề cập ở ở trong một số các bản tin ở trước đây thì banh sẽ là một trong những cái nhóm ngành để giúp cho chỉ số VN30 và chỉ số phá sinh của chúng ta break được qua cái vùng 1340 đúng không ạ? Và hiện tại thì sau cái thời điểm mà chỉ số VN30 và phá sinh của chúng ta tiệm cận đến vùng 1370, 1375, 1378 thì như vậy là À, thì trường chúng ta đang quay trở về test ở đây và chỉ số VNI thì chúng ta đang test về vùng 1264 đến vùng 1270 thì như vậy là vai trò của nhóm banh à, sẽ tiếp tục sẽ là tiếp tục là một nhóm để giúp cho thị trường của chúng ta. À, thứ nhất là tiếp tục vượt thoát lại trên vùng 1340 cộng. Và thêm một cái ý nữa đó là nó sẽ là một trong những cái nhóm ngành trụ lực, một trong những cái vai trò chính để giúp cho à, chỉ số VNI của chúng ta vượt thoát vùng 1300. Thì các anh chị thấy rằng là cái vùng 1300 là một cái vùng tâm lý rất là mạnh đúng không? ạ? Và ngay ở nhịp sóng gần đây nhất đúng không? Ngay mình sóng gần đây nhất thì chỉ số Uh, VN Index chúng ta chạm về đến uh, gọi là vượt qua trên vùng 1300 thì ngay lập tức đã bị chỉnh quay trở lại test cùng ở đây. Đó, vậy thì vai trò của banh và nhóm ngành chứng khoán thép bất động sản và một số các mã cổ phiếu trụ sẽ là những cái vai trò hết sức quan trọng các anh chị nhấn lại nhấn mạnh lại hết sức quan trọng để giúp cho thị trường chúng ta uh, vượt thoát qua những cái ngưỡng cảm tâm lý ở trong thời điểm ngắn hạn thế thì uh, sáu cái mã cổ phiếu banh cùng đã có view cho các anh chị thì ngày hôm nay cũng sẽ view sáu cái mã cổ phiếu banh đó kèm uh, cộng kèm thêm thì có ba cái mã cổ phiếu banh hiện tại cũng đang khá là tích cực cũng sẽ view thêm đúng không ạ? Đầu tiên chúng ta sẽ nói đến cổ phiếu MBB thì chúng ta thấy rằng là đối với cổ phiếu MBB chúng ta có phân tích một cái điểm cả kỹ thuật của nó ở quanh vùng 26 trước khi mà nó có thể hướng lại vùng 28 đến vùng 3x ở đây. Thế thì uh, chúng ta nhìn thấy là gì? Uh, khi chạm đến vùng 26 thì cổ phiếu MBB của chúng ta bắt đầu chậm đà tăng và nó bắt đầu quay trở về test. Ở đây đúng không ạ? và vùng test kỹ thuật khả năng cao thì vùng 24.7 đến vùng 25 đây sẽ là biên test kỹ thuật của cổ phiếu MBB. Đó và nó sẽ test tích lũy thành công hiện tại chúng ta đã có 3 phiên MBB test về vùng 25 rồi thì có thể là 1 đến 2 phiên tới đúng không? MBB sẽ test tích lũy thành công ở đây và mục tiêu Mục tiêu thì chúng ta thấy rằng là MBB sẽ tiếp tục dự kiến break vùng 26 Và cái target kỹ thuật mà chúng ta đang xây của nó ở đây nó khoảng quanh vùng 28 đến 3x thì khá là ok Và uh, về về cơ bản tiền nó đang đổ vào cổ phiếu nhóm banh cho nên là chúng ta sẽ uh, tiếp tục dự uh, phóng và dự đoán các cái target kỹ thuật của sóng banh Và chúng ta nhìn thấy ở đây Ờ, uh, nếu như chúng ta zoom nhỏ lại một tí thì chúng ta nhìn thấy là cổ phiếu MBB cũng đã thoát kênh các anh chị nhá đây là một điểm nó thoát kênh này nó thắt kênh và nó test lại này đây là cái điểm test thứ hai này đây là điểm test thứ ba và có thể đây sẽ là cái điểm test thứ tư trong một cái hành trình kênh xu hướng gọi là cái sóng tăng cuối cùng mà như chúng ta có phân tích của năm 2024 đó mã cổ phiếu thứ hai mà chúng ta đã phân tích đó là mã cổ phiếu ACB thì đối với ACB cũng như vậy chúng ta nhìn thấy rằng là ACB đang vận hành ở trong một kênh xu hướng khá là tích cực đúng không ạ và trong cái cách vận hành xu hướng đó thì như cũng đã có phân tích ở đây à, ACB có một cái vùng cản kỹ thuật ở vùng 26.5 thì chúng ta nhìn thấy là tại đây thì nó tiệm cận đến cái kênh cản xu hướng chéo ở đây nhá Đó thì như vậy là ACB cũng đang quay trở về test cung và nó test chung với cả thị trường nó test chung cả VN Index thôi và hiện tại thì ông cũng nhận diện thấy là chúng ta có ba phiên giao dịch chỉ uh, cổ phiếu ACB đã uh, giao dịch tích cực ở trên biên 25 đến vùng 25.3. Cho nên ông dự báo rằng là các cái phiên giao dịch tiếp theo cổ phiếu này sẽ tích lũy ở trong biên 25 25.3. Mục tiêu ở trong thời điểm ngắn hạn thì uh, chúng ta tiếp tục hướng về cái vùng cản kỹ thuật và nó chạm đến cái vùng cản cản chéo ở đây. Đó là vùng 26.7 đến khoảng quanh vùng 27 và khả năng khi về đến đây thì như vậy là uh, cổ phiếu này nó sẽ có cái sự xung lác tiếp và sự rung lắc này thì uh, chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá khả năng tích lũy ở khoảng trên vùng 26 cộng để chúng ta tiếp tục dự báo các điểm mà cổ phiếu uh, cổ phiếu ACB sẽ tiếp tục hướng về vùng 28 hoặc khoảng quanh vùng 30. Mã cổ phiếu thứ ba đó là mã cổ phiếu công thương à, Công thương thì như vậy đến thời điểm tại thì công thương cũng đã chính thức đạt cái ta cái kỹ thuật mùng đã view ở trên bản tin đúng không ạ 37 trên 37 thậm chí có thời điểm nó vượt lên trên vùng bảy năm Và nó cũng quay trở về test cung và ở đây thì chúng ta view nhỏ lại thì chúng ta cũng nhìn thấy một cái cách vận hành của cổ phiếu à, Vận hành của cổ phiếu công thương ở đại đang khá là tích cực sau khi mà à, nó hình thành một cái đường xu hướng cản chéo đây và nó bứt qua nó bứt qua cái xu hướng cản chéo Vậy thì sau khi mà bước qua canh xuống cản chéo thì công thương đã xây và cái biên 34 đến khoảng vùng 34.4 Thì như chúng ta cũng đã có phân tích ở những cái bản tin cũ rồi các anh chị có thể xem lại Và target tuần và cái target mục tiêu trong giai đoạn này đó là vùng 37 thì đạt được Và công thương cũng đang quay trở về chỉ cung Vậy thì các cái điểm chỉ cung mục tiêu nó sẽ test lại đó là vùng 35.4 Các anh chị nhé 35.4 hoặc điểm ở đây sẽ là vùng 35 Đó thì 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 ngắn hạn là chúng ta và có thể một trong hai phiên tới thì như vậy là gì? Công thương sẽ tiếp tục tích lũy ở vùng 35 cộng, khả năng nó chỉ tích lũy ở quanh vùng này thôi. Bởi vì trong cái nhịp cũ là nó đã tích ở vùng 34 đến vùng 34.4 rồi thì có khả năng là nhịp này nó sẽ tích ở trên vùng 35. Đó. Và tích lũy thành công đảo chiều đảo long, à, xu hướng thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục sự phóng à, CTG sẽ break vùng 37 và à, cái target kỹ thuật của CTG thì đang đặt khá là xa nhưng trước mắt khả năng thì sẽ là quanh vùng 40 đã. Đó. Bước được qua vùng 40 thì cái đó chúng ta sẽ hướng lên ở khoảng quanh vùng 42 và các anh chị em nhìn thấy ở đây nhé các anh chị nhìn thấy là cái 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 xu hướng đúng không ạ xu hướng về dòng tiền các anh chị nhìn thấy đúng không ạ à, sau khi mà công thương đạt được đến cái vùng target mục tiêu cao nhất thì công thương bắt đầu quay trở về test với lực volume bắt đầu có xu hướng gì ạ? xu hướng giảm dần đó và có thể là gì một trong hai phiên tới thì cái vốn nó sẽ thấp và sau những cái điểm vốn thấp đó thì chúng ta sẽ uh, chờ đợi những cái phiên gì? bùng nổ về thanh khoản các anh chị bùng nổ về thanh khoản và bùng nổ về giá đó sẽ là những cái thời điểm mà uh, sẽ đánh dấu cái sự kết thúc chỉnh cung của à thị trường uh, mã cổ phiếu VIBAN uh, VBank thì cũng đã có phân tích cho các anh chị rồi trong bản tin và đối với VBank thì các anh chị chúng ta sẽ nên uh, view ở trên chạc cái tuần uh, thì chúng ta nhìn nó sẽ dễ hơn bởi vì chạc cái tuần ngày thì nó hơi rối bởi vì cái cách thức của cái mã cổ phiếu này mà nhìn trên chart ngày thì nó sẽ rất là khó chịu luôn. Đó. Thế thì sau một cái giai đoạn mà vùng 17 7.5 này nó tích lũy này, rồi đúng không anh chị, bắt đầu nó vừa thoát này và chúng ta đã có hai cây đến tuần với lực cầu khá là tích cực để giúp cho cổ phiếu ViBank thoát khỏi kênh và hiện tại thì khả năng với cái xu hướng hiện tại á, VBank nó đang neo ở quanh vùng 20 thì cũng sẽ đánh giá rằng cái khả năng nó sẽ tiếp tục kéo về ở khoảng quanh vùng 20.5 đến khoảng cảnh quanh vùng 21. Và ở đây ở đây nó sẽ có một cái nút thắt tâm lý về mặt kỹ thuật Và chúng ta lại chờ đợi cái bông hoa ở đây nó nở Và chỉ cần khi vi banh nó đánh vượt thoát vùng 21 thôi Thì khi đó chúng ta sẽ có những cái tăng kỹ thuật khá là cao của vi banh Ít nhất là vùng 24 đến vùng 25 Sau đó sẽ vùng 27.3 và vượt vùng 27.3 thì chúng ta sẽ tiếp tục có một cái target kỹ thuật ở đây khoảng quanh vùng 31.3. Tất nhiên là gì? Đây là những cái target mục tiêu ở à, chúng ta dự phóng ở trong tương lai và chúng ta sẽ cần chờ đợi các cái tín hiệu kỹ thuật tại các cái vùng à, các cái vùng gọi là vùng vùng then chốt để chúng ta phân tích anh chị nhá. À, mã cổ phiếu BIDV cũng là một mã cổ phiếu được lọc ra và chúng ta cũng đã có phân tích uh, chi tiết đúng không ạ? À, trong nhịp này thì chúng ta dự phóng cái target kỹ thuật của em uh, cổ phiếu uh, BIT ở khoảng quanh vùng 54 đến vùng 54.5. Thì uh, hiện tại là chúng ta cũng thấy ở đây này Chúng ta có một cái cản kỹ thuật ở đây Và trong nhịp này thì như vậy là bit chạm về đến vùng 51.5 đến vùng 52 Thì nó cũng đang quay trở lại test cung chung với cả thị trường Do đó thì có thể là các cái phiên giao dịch tiếp theo BIDV sẽ test cung ở khoảng quanh vùng 48 đến khoảng vùng 48.5 Tức là khoảng quanh vùng 48 ở đây các anh chị nhé Rồi và sau đó thì nó cũng sẽ kết thúc cái nhịp chỉnh cung này Và dự kiến thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục hướng lại vùng cản kỹ thuật ở quanh vùng 52 Và điểm xa hơn sẽ là vùng 54 đến khoảng vùng 54.5 cổ phiếu Techcombank uh, Techcom thì hiện tại dòng tiền cũng đang duy trì hết sức là tích cực đúng không anh chị mỗi phiên nó đạt trung bình từ khoảng 16 đến tầm 20 triệu cổ phiếu trên một phiên cách thức vận hành của mà uh, của của Techcombank khá là ok khi mà nó có một cái biên uh, xây ở vùng 20.5 đến khoảng quanh như vùng 21 ở đây đúng không ạ và nó có một cái vùng cản chéo ở đây thì bây giờ chúng ta đang kỳ vọng điều gì đang kỳ vọng là chạm mặt chéo này sọc này chạm quả chéo sọc vậy thì ở đây nó tích lũy xong và cái xu hướng phục hồi thì chúng ta cũng đang xây lên ở vùng 26 điểm xa hơn sẽ là khoảng quanh vùng 27.5 đến vùng 28 đây là vùng cản chéo của Tech đúng không ạ với cách vận hành của Tech hiện tại sau khi mà nó kéo khá là gấp này thì nó đang có những cái xu hướng quay trở về test và nó cũng test chung với cả thị trường thôi với volume bắt đầu khá là thấp đây đó, vôn khá là thấp và có thể là một trong hai phiên tới thì như vậy là vôn vol... à đây các anh chị này vôn bắt đầu phiên ngày hôm nay là bắt đầu có xu hướng đẩy lên rồi đẩy tăng trở lại rồi đó Vậy thì sau những phiên test thì chúng ta sẽ gì Chúng ta sẽ nhìn thấy cái sự tăng giá đồng thời là gì? Volume của Tech sẽ bắt đầu có những cái điểm đẩy tăng trở lại ở khoảng quanh vùng 20 triệu cổ phiếu trên một phiên, đồng thời với tín hiệu giá ở đây. Thì như vậy là gì? Chúng ta dự kiến Tech sẽ test ở vùng 23.9 đến khoảng vùng 24.2. Test đi thành công ở đây thì mục tiêu ở đây nó sẽ vùng 26 và điểm xa hơn sẽ là vùng 27.5 đến khoảng quanh vùng 28, không có gì thay đổi cả. Ba ba mã cổ phiếu mùng phân tích thêm cho các anh chị và hiện tại thì hùng đã có phân tích ở trên Zoom và khuyến nghị cho một số các anh chị em nhà đầu tư. Ở trên team của cá nhân Hùng Lê thì mã cổ phiếu VIB thì đối với VIB chúng ta có thể chúng ta có thể nhìn một cái góc view như thế này thì các anh chị cũng nhìn thấy được một cái cách vận hành khi VIB đánh đúng không ạ? Thì có một cái trận đánh ở đây nó khá là 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 là, là sắc nét ở khoảng quanh vùng 4 và VIB đánh lên khoảng quanh vùng 24 tức là 6424, các anh chị cứ nhân 6 lên đó tức là cái cái, cái cách tạo lập của nó cũng khá là tốt hiện tại thì chúng ta có một cái điểm tạo đáy ở kênh xu hướng ở đây đây là cái kênh xu hướng nhỏ này và như vậy với cái cách vật thức vận hành như thế này thì chúng ta vẫn kỳ vọng là gì có thể là nhịp này banh nó sẽ đánh và cổ phiếu VIP nó cũng như vậy ở đây chúng ta có một cây nến tuần hai cây nến tuần đẩy và hai cây nến tuần test lý rồi thì rất có thể tuần này thì VIP sẽ thực hiện ở đây thì nó có cái vùng cản ở đây các anh chị nhá sẽ thực hiện để mà đánh đấy vùng cản 20 đến khoảng vùng 20.2 và trong trường hợp khi mà VIP chúng ta có xuất hiện được một cây nến tuần hoặc là nó bắt đầu nó một hoặc vài cây nến tuần nhưng ý nôm na là VIP vượt được qua cái vùng cản kỹ thuật 21 thì đó sẽ là à, những cái tín hiệu hết sức là lạc quan đối với mã cổ phiếu này. Thế thì ở đây, à, ở đây chúng ta view ở trên chart kỹ thuật ngày thì chúng ta cũng nhìn thấy được cái cách vận hành của VIP khá là tích cực. Đây chúng ta có một cái đỉnh ở đây, đỉnh ở đây và cái đỉnh ở đây và sau đó thì VIP đã thực hiện đánh break cả tuần đúng không ạ? và sau khi nó break ở đây thì chúng ta thấy là ba cây nến tuần đẩy và nó cũng đã có những cái điểm test lại Nhưng do đó thì có thể trong cái thời điểm ngắn hạn tuần này thì VIP sẽ có các điểm test tích lũy ở vùng 18.8 đến 19.1 ở đây sẽ là những vùng mà các anh chị đang có vị thế chúng ta có thể gia tăng thêm mục tiêu thì như chúng ta đã có phân tích rồi vùng 20.5 đến khoảng vùng 21 đây sẽ là cái điểm nhấn kỹ thuật và khi nào mà VIP bứt được qua hai vùng cản kỹ thuật này thì như vậy là chúng ta có thể dự phóng cái target kỹ thuật của VIP sẽ hướng về vùng cản kỹ thuật khoảng quanh 22.5 đến khoảng vùng vùng 23 cổ phiếu msb ngân hàng hàng ngày à, đây cũng là một cái mã cổ phiếu banh à, khá là hay và đối với msb thì các anh chị chúng ta cũng nên à, xem ở trên sạc cái tuần tuần và sau một cái giai đoạn mà ông nhìn thấy chúng ta cũng nhận diện thấy đúng không ạ msb tích lũy khá là chặt nói chung là cái biên tích lũy của nó ở khoảng quanh vùng 10 đến khoảng vùng 12 ở đây thì dòng tiền lớn họ cũng đang thu gom tương đối theo quan điểm cá nhân của ông Lê là dòng tiền lớn họ đã thu gom tương đối mã cổ phiếu msb đó và sau một cây nến tuần đánh lên thì như vậy chúng ta đã có hai cây nến tuần test tích lũy trở lại và ở đây thì nó chúng ta nhìn thấy này cái con điểm cái đặc điểm của con MSB là gì nó cứ chạm kênh xu hướng trên thì sông thường nó sẽ test lại chạm kênh xu hướng sông thường nó sẽ test lại và đây chạm trên nó cũng sẽ test lại như vậy ở đây như vậy ở đây các anh chị nhìn nhá như vậy ở đây thì như thế nào ở đây là vùng 12.5 là điểm chạm của kênh xu hướng thì ở đây chúng ta cũng có điểm 13.5 anh chị suy soát ở đấy có những cái thời điểm mà nó đã dí soát lên đây đâu đúng không ạ Tức là đây là những cái điểm chạm canh xu hướng chúng ta đang nhìn thấy có những cây nến tuần gì uh, ạ, mút nến trên uh, bóng lên trên khá là dài và có những cái điểm test lại. Như vậy thì cũng có thể rất có thể là nhịp này nó cũng hoàn toàn thực hiện các cái động tác tương tự như vậy để nó rũ bỏ một phần nhà đầu tư và cái thứ hai nữa là nó sẽ quay trở về test cung, điểm biên mục tiêu đó là vùng 12 12 3 12.5. Và các anh chị có thể là gì? À uh, nếu như chúng ta chưa có vị thế thì chúng ta cứ túc tắc chúng ta thu gom từ từ ở đây đúng không ạ? Và cái vùng cản mục tiêu ở trong thời điểm ngắn hạn thì có thể là gì? MSB sẽ quay trở về vùng cản thuật ở khoảng quanh vùng 16 đến khoảng vùng 17. Với với biên tích lũy ở khoảng quanh vùng 12 12 3 12 5, đây sẽ là vùng mục tiêu để các anh chị có thể gì? À, chiến đấu. Mã cổ phiếu TPBank à, cũng là một mã cổ phiếu rất là hay và bản thân thì hùng đã khuyến nghị à, cho rất nhiều anh chị em nhà đầu tư ở à, chúng ta cầm nắm cái mã cổ phiếu này ở góc độ ở góc nhìn trung và dài hạn à nó vận hành cũng khá giống với mã cổ phiếu MSB. À đây các anh chị, cái sự tích lũy của TP. Ở đây nó có vùng 16 là vùng cản à, cản trên các anh chị nhé, và nó tích lũy khá là chặt ở khoảng quanh đây chúng ta xem cái điểm này là điểm bao nhiêu này. Điểm 14. Đó, khoảng vùng 14 đến khoảng quanh vùng 16 là như vậy là cái sự tích lũy của nó cũng tương đối là dài và thậm chí là nó tích lũy từ khoảng quanh tháng 4 của năm 2023 cho đến thời điểm hiện tại. À cho đến thời điểm hiện tại là tháng 4 của 2024 và đến tháng 9 mới bắt đầu đánh Tức là nó cũng đã tích lũy khoảng trên trên dưới 15 tháng Tức là một cái góc độ tích lũy khá là dài đúng không ạ Và với một góc độ tích lũy khá là dài như vậy Thì bây giờ chúng ta bắt đầu nhìn thấy là có những tuần và cổ phiếu TP đã đánh lên đến 150 triệu cổ phiếu trên một tuần Tức là sự gom khá là tốt nhé Ở đây là 100 triệu nhìn đã kinh khủng rồi Nhưng mà đây 150 triệu, 160 triệu các anh chị nhá đó và sau những cái điểm đẩy như vậy thì chúng ta cũng đang có hai cây nến tuần chúng ta thấy rằng là cái đà tăng của cổ phiếu tp bạn đang đang chậm lại đó và đối với tp cũng như vậy chúng ta sẽ dự kiến các cái điểm test lại ở đây là vùng 16 16 5 như vậy thì vùng 16 16 3 16 5 nó sẽ là cái biên tức là sau khi break cản trung hạn các anh chị nhá đây là đây là các cái điểm cản trung hạn đúng không ạ đó đây là các điểm cản trung hạn vậy thì sau khi break các cái điểm cản trung hạn thì cổ phiếu quay trở về test các cái vùng cản trung hạn và sau khi test xong thì cái target kỹ thuật của nó sau đó thì nó sẽ đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi các anh chị cứ yên tâm là như vậy và 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 và, và cái cản kỹ thuật của nó thì trước mắt nó sẽ phải uh, có cái vùng 22 đến vùng 23 ở đây đó. và sau khi mà có thể là hoàn toàn có thể nó bích được qua cái vùng này thì như vậy uh, TP Bank cũng sẽ là một cái mã cổ phiếu rất là chất lượng cho 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 những cái góc nhìn chung và dài hạn các anh chị nhé cho góc nhìn chung và dài hạn và đây là một cái mã cổ phiếu mà các anh chị em của chúng ta cũng nên cầm nắm và nên nắm giữ của nó ở nên nắm giữ nó ở trong cái danh mục đầu tư của chúng ta thì ở trên đây là một vài góc nhìn liên quan đến xu hướng các mã cổ phiếu ngành banh thì mình view lại để các anh chị nắm được và chúng ta tham khảo thêm